thông tin chiến sự không theo kịp tốc độ tấn công của Nga ở Avdiivka. Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga-NATO. Con lắc đang xoay để hướng có lợi cho Moscow. Vì sao Pháp định điều quân tham chiến, lập liên minh tên lửa giúp Kiev? Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 2 tháng 3. Thông tin chiến sự đã không thể theo kịp tốc độ tấn công của quân Nga. Lữ đoàn thứ 5 của tập đoàn quân số 1 Nga đã tiến vào Krasnogorsk và chọc thủng tuyến phòng thủ mới của quân Ukraine. Sau khi tràn ngập Avdiivka vào ngày 17 tháng 2, quân Nga không ngủ quên trên chiến thắng, ngay lập tức tung lực lượng dự bị tiến công tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Ukraine vừa thiết lập Sterov, Lachokin, Chiver và đập tan tuyến phòng thủ lâm thời này. Ngay lập tức, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tung thêm lực lượng tiếp viện và tiếp tục lùi về tuyến phòng thủ thứ hai là Berdichi, Olovka, Tunenkoy, trong đó cứ điểm Olovka là trung tâm, còn Berdichi giữ vững ở Sơn Bắc. Tuy nhiên, khả năng quân Ukraine giữ được tuyến phòng thủ thứ hai này gần như bằng không. Và không để cho quân Ukraine có thời gian củng cố thế trận phòng ngự, quân Nga với hỏa lực bom pháo áp đảo, bộ binh dưới sự dẫn dắt của xe tăng và xe bọc thép nhanh chóng thọc sâu vào làng Donetsk và Olovka, trong đó làng Olovka bị bao vây ba mặt. Điều khó khăn là tại làng Donetsk và Olovka, quân Ukraine không kịp xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc. Trong khi đó, xe tăng Nga đã dẫn dắt bộ binh đột phá vào làng Donetsk khiến quân Ukraine bất ngờ. Quân đội Nga tiến vào khu vực này với tốc độ đáng báo động sau khi tràn ngập Avdiivka. Lực lượng chiến đấu được cho là sẽ dọn dẹp chiến trường trong thành phố. Sau đó, lực lượng này bắt đầu một cuộc tấn công mới ngay sau khi kết thúc dọn sạch bom mìn còn sót lại. Trên hướng làng Olovka, đến trưa ngày 28 tháng 2, các mũi đột kích của quân Nga đã tiến vào sân trường ở phía đông nam ngôi làng. Mọi nỗ lực của quân Ukraine nhằm trì hoãn cuộc tấn công quân Nga dù chỉ một chút đều vô ích. Hiện quân Nga đã chiếm nhà văn hóa của làng. Hãy nhìn vào tương lai của mặt trận này. Với việc quân Nga chiếm được tuyến phòng thủ thứ hai, họ sẽ tiến qua thung lũng về phía Murmansk. Nếu phía Ukraine không giữ được Murmansk, sẽ cho phép quân Nga vu hồi từ phía tây vào làng Smenivka. Mặc dù điều này vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nó sẽ giúp Bộ Chỉ huy Nga ở mặt trận Donetsk giải quyết tình trạng bế tắc ở Povomaysky, nằm ở sườn nam Avdiivka và chuyển sang mặt trận làng Netalov ở phía tây. Mặt khác, quân đội Nga sẽ bắt đầu tiến về phía bắc, nơi họ sẽ đụng với tuyến phòng thủ thứ ba của quân Ukraine. Nơi gọi là tuyến phòng thủ thứ ba của quân đội Ukraine chạy từ phía bắc xuống phía nam. Phía bắc là từ làng Ocheretin đến Kalivka, tuyến màu xanh. Cuộc tấn công của Nga có thể dừng lại ở đây và hình thành mặt trận một lần nữa. Tính đến ngày 29 tháng 2, quân Ukraine không còn giữ vững được Olovka và Donetsk. Nhiều phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin trước về chiến thắng và cho rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi hai ngôi làng này. Mặc dù không còn bằng chứng khách quan nào chứng minh tin tức này, nhưng những diễn biến sau đây đã được xác nhận. Hiện quân đội Nga tiến tới đầu cầu của Krasnogorsk và tấn công các vị trí của quân Ukraine trong làng Berdichi. Một số phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin lực lượng xung kích thuộc lữ đoàn 5 của tập đoàn quân số 1 Donetsk đã tiến vào Krasnogorsk với sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và không quân. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Người phát ngôn của nhóm quân Patriot, Dmitry Lykhoviy nói rằng quân Ukraine sẽ giữ vững tuyến phòng thủ Donetsk, Olovka và Berdichi và quân Nga sẽ phải dừng chân tại đây. Theo ông Lykhoviy, quân Ukraine hy vọng sẽ kìm hãm được cuộc tấn công dữ dội của quân Nga theo hướng này khi dựa vào địa hình quen thuộc để phòng thủ, đó là khu vực địa hình đồi núi và nhiều hồ chứa nước. Tuy nhiên, ông Lykhoviy hình như quên rằng các mũi xung kích của quân Nga đã tiến nhanh vào những làng này và các trận đánh đang diễn ra với ưu thế nghiêng về quân Nga khi quân Ukraine thiếu hỏa lực pháo binh chi viện, còn không quân Nga tích cực chi viện cho lực lượng mặt đất chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng ngày 29 tháng 2 cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở làng Olovka và Tonenki, khiến quân Nga bị thiệt hại nặng nề. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này. Thông báo này chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi hợp nhất các đơn vị quân đội Nga tại làng Donetsk, Olovka và Berdichi. Có thể thấy rõ những thay đổi đang diễn ra trên chiến trường Ukraine đã diễn ra quá nhanh, thậm chí tin tức chiến trường có khi không thể theo kịp tốc độ tấn công của quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại, đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chống lại Nga. Theo khái niệm Furia Slip, trượt lưỡi Pharaoh, có ý nghĩa gần tương tự với hành động lỡ lời hoặc nói nhầm. Ông ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã buột miệng nói ra những gì nghĩ trong đầu. Trước đó, họ nói rằng chúng ta không thể để Ukraine thua, bởi vì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ tiếp quản các vùng Baltic, Ba Lan và Phần Lan. Nhưng hóa ra, theo tuyên bố công khai và rõ ràng của ông Austin thì ngược lại, chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có chúng, nhưng Mỹ thì có, Ngoại trưởng Nga nói. Theo ông Lavrov, châu Âu hiện là nạn nhân chính của chính sách kéo Ukraine và NATO của Mỹ. Tất cả các chi phí chính đã được chuyển sang châu Âu. Người dân đang sống ngày càng tệ hơn, giá năng lượng tăng gấp nhiều lần so với những gì lẽ ra đã có thể xảy ra nếu Mỹ không cho nổ đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc, ông Lavrov cho hay. Ông cho biết tình hình xung quanh Ukraine là do Washington tạo ra để đảm bảo rằng EU không trở thành đối thủ quá mạnh của nền kinh tế Mỹ. Mục tiêu này đã đạt được, châu Âu giờ không còn là đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Tất cả các doanh nghiệp và ngành sản xuất chính đang chuyển sang Mỹ, nơi các điều kiện hoàn toàn khác và năng lượng rẻ hơn nhiều, Ngoại trưởng Nga nhận định. Trước đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng NATO sẽ phải chiến đấu với Nga nếu Ukraine bị đánh bại. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã được 2 năm và con lắc dường như đang xoay theo hướng có lợi cho Moscow. Ông Fyodor Lukyanov, một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của Nga trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, mới đây đã có những phân tích nhận định về cuộc chiến Nga-Ukraine rằng con lắc dường như đang xoay theo hướng có lợi cho Moscow, tình thế đang nghiêng về Nga. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã được 2 năm. Tuyên bố của phương Tây cho rằng mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường đã trở thành tiền đề, những việc đánh giá kết quả đã thay đổi. Một năm rưỡi trước, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu-EU Josep Borrell đã phát biểu đầy lạc quan, nhưng bây giờ ông ấy giao tiếp với sự sợ hãi. Rất có thể một thời điểm rất quan trọng đang đến gần, không chỉ về mặt quân sự mà là trên hết về mặt chính trị. Ngay từ đầu, động cơ cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã kết hợp hai vấn đề, khác nhau về bản chất nhưng được liên kết bởi hoàn cảnh lịch sử gần đây. Thứ nhất, các nguyên tắc an ninh quốc tế xuất hiện sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Và thứ hai, vấn đề Ukraine như một phần của bản sắc dân tộc. Nền tảng cho cách tiếp cận theo hai hướng này được trình bày trong bài viết về sự thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine của Tổng thống Putin được xuất bản 6 tháng trước khi bùng nổ chiến sự. Trong đó, ông Putin liên kết những lo ngại về an ninh quân sự và chính trị của đất nước với sự phá hủy sự thống nhất này. Quan hệ Nga-Ukraine và Nga-Mỹ là một vấn đề giống nhau. Vấn đề hạ cấp NATO và xây dựng các mối quan hệ an ninh khác trên cơ sở này đóng vai trò là khúc dạo đầu cho việc bắt đầu hoạt động quân sự của Nga. Các yêu cầu liên quan đã được nêu trong một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao vào tháng 12 năm 2021. Điều tương tự cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022. Tình trạng trung lập đối với Ukraine, tức là khối phương Tây đồng ý mở rộng thêm, và việc hạn chế tiềm năng quân sự của nước này rõ ràng là nhằm mục đích là tâm điểm khởi đầu cho các bước tiếp theo. Tổng thống Putin cũng nói điều tương tự trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Kherson. Chiến tranh có thể đã kết thúc ở Istanbul nếu người ngoài không ngăn cản các bên đạt được thỏa thuận vào thời điểm đó. Điều này một lần nữa cho thấy rằng mục tiêu ban đầu được xây dựng dựa trên tình hình chung của châu Âu chứ không phải lợi ích lãnh thổ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong 2 năm qua và đây là thành phần động lực thứ hai đã xuất hiện. Trong hai lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi bắt đầu chiến sự, người ta nhấn mạnh vào sự bất công lịch sử và sự không phù hợp của việc chia một quốc gia thành công dân của hai quốc gia khác nhau và tính nhân tạo của các đường biên giới được vẽ ra. Do kế hoạch ban đầu của chiến dịch, một sự thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng về tình hình chiến lược quân sự của Ukraine không được thực hiện và nó kéo dài, nên vấn đề kiểm soát lãnh thổ và vượt qua chiến tuyến trở thành vấn đề chính. Và việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga vào mùa thu năm 2022 đã loại trừ khả năng đạt được những thỏa thuận đáng lẽ có thể được thảo luận vào mùa xuân năm đó, trở lại các vị trí đã chiếm giữ trước khi bùng nổ chiến sự toàn diện. Điệp khúc thường xuyên là bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ bây giờ sẽ phải tính đến thực tế trên thực địa, và vì những điều này việc Paris nêu ý tưởng điều quân tới hỗ trợ Kiev không chỉ đơn thuần là ngăn chặn chiến thắng của Moscow. Trong mấy ngày qua, đột nhiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai trò tâm điểm gây chú ý ở châu Âu khi đề xuất thành lập một cơ cấu đồng minh mới để hỗ trợ Ukraine trong xung đột là liên minh tên lửa và thậm chí còn đồng ý với khả năng cử lực lượng NATO tới Ukraine. Vì sao đột nhiên Tổng thống Pháp lại có ý tưởng gây bất lợi như vậy? Bài viết của chuyên gia Sergei Mazesky trên tờ Người đưa tin Reporter của Nga đã lý giải điều này dưới góc nhìn địa chính trị nhiều hơn. Nhìn từ bên ngoài, những gì đang xảy ra xung quanh Ukraine thoạt nhìn có vẻ khá kỳ lạ. Lúc đầu, sau Maidan năm 2014, tất cả mọi quyết định ở Kiev đều do các nhà dân chủ Mỹ điều hành. Nhưng giờ đây, Washington đang chìm trong các vấn đề chính trị nội bộ phức tạp ở chính Hoa Kỳ. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, nước láng giềng Ba Lan bắt đầu khẳng định vai trò đồng minh chính của Liên minh hỗ trợ Ukraine. Tiếp theo đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cố gắng chính thức hóa quan hệ bên trên với Kiev khi chính quyền London trở thành đồng minh đầu tiên ký thỏa thuận song phương về hợp tác kỹ thuật quân sự với Ukraine. Pháp trở thành ngọn cờ đầu trong Liên minh hỗ trợ Ukraine. Thế nhưng giờ đây, đột nhiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hàng loạt tuyên bố cực kỳ nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine. Những tuyên bố này cho thấy sự leo thang cả về quy mô lẫn tính chất của sự can dự của Paris vào cuộc xung đột. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, khi trả lời câu hỏi của độc giả tờ báo Le Parisien, ông đã nói về mục tiêu của Paris trong cuộc xung đột Ukraine chỉ là ngăn chặn Nga chiến thắng. Đây là một trong những nỗi ám ảnh của chúng tôi ngay từ đầu, đó là lý do tại sao chúng tôi không tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Ukraine tồn tại bằng tất cả sức mạnh của mình, không để Nga giành chiến thắng, không mở rộng cuộc xung đột này. Khi đó, ông Macron đã nói như vậy. Thế nhưng 2 ngày trước, ông chủ điện Elysee đã đề cao vai trò của Pháp trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nêu lên quan điểm cứng rắn hơn của Paris. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi tin rằng sự thất bại của Nga là cần thiết cho an ninh và ổn định ở châu Âu, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố rõ ràng. Sự khác biệt giữa ngăn cản chiến thắng và đánh bại là rất rõ ràng. Theo chuyên gia Nga, việc cuộc chiến kéo dài trong 2 năm qua đã cho Pháp thấy Nga cũng không quá đáng sợ và Paris muốn giúp đỡ Kiev bằng cách thành lập Liên minh thứ 9 để giúp Ukraine, đó là Liên minh cung cấp bom và tên lửa tầm xa. Mối đe dọa thực sự. Theo chuyên gia quân sự Sergei Mazesky, mối đe dọa này rất nghiêm trọng vì các nước phương Tây sở hữu khá nhiều loại đạn tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa có thể tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương của Nga. Một khi liên minh này đã được thành lập, tức là phương Tây đã không còn e dè điều gì nữa. Các mục tiêu bị tấn công sẽ không bao gồm cơ sở quân sự và các công trình dân sự, chẳng hạn như nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, thậm chí là các công trình dân sinh. Điều này sẽ gây ra thêm những rắc rối cho Moscow và trở thành gánh nặng đối với lực lượng phòng không Nga, bởi với lãnh thổ rất rộng và đường biên giới rất dài với Ukraine, rất khó để lực lượng phòng không Nga có thể bảo vệ an toàn cho mọi địa điểm. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Tổng thống Pháp cũng đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi nói về khả năng gửi quân NATO tới hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, ông Macron mỉa mai nhắc lại việc các nước phương Tây trước đây đã phủ nhận khả năng chuyển giao vũ khí hạng nặng cho lực lượng vũ trang Ukraine như thế nào và điều đó hiện nay đã thay đổi ra sao. Xác nhận tính nghiêm túc trong ý định của Paris, Ngoại trưởng Pháp Stephen Generaes giải thích những nhiệm vụ mà quân nhân NATO có thể có mặt ở đó để thực hiện trên lãnh thổ Ukraine, ví dụ như hỗ trợ các vấn đề giả phá bom mìn, chống lại các mối đe dọa mạng và sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Với sự liệt kê chi tiết đến vậy, rõ ràng là quyết định đã được đưa ra và Pháp đã có những định hướng ban đầu về những nhiệm vụ mà quân Pháp và NATO sẽ triển khai ở Ukraine. Pháp có nhiều ân oán. Một câu hỏi được giới phân tích đặt ra là tại sao Tổng thống Macron đột nhiên trở nên như vậy và vì sao Pháp đột nhiên trở thành ngọn cờ đầu muốn trực tiếp tham chiến ở phương Tây? Chuyên gia Sergei Mazesky đã chỉ ra một số lý do dẫn đến việc Paris kích hoạt mạnh mẽ chính sách đối ngoại như vậy và chỉ ra những điều Paris có thể đạt được khi thực thi chính sách này. Thứ nhất, chuyên gia Nga cho rằng Nga đã làm suy yếu vị thế của Pháp ở châu Phi. Bằng cách giúp Kiev chống ngăn chặn sức tấn công hoặc thậm chí là hy vọng đánh bại đối phương, Pháp đang dùng một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để trả thù, vì Moscow đã làm suy yếu ảnh hưởng của Paris tại các thuộc địa cũ của nước này trên lục địa đen. Ban đầu, sự mở rộng ảnh hưởng của Nga ở châu Phi là nhờ nỗ lực của tập đoàn quân sự tư nhân PMC Wagner. Giờ đây nó đã chính thức được thay thế bởi quân đoàn châu Phi Afrika Corps như một phần của lực lượng vũ trang Nga chính thức ở 5 nước châu Phi và có thể mở rộng hơn nữa. Không chỉ đánh sập ảnh hưởng của Paris, Moscow còn thâu tóm lĩnh vực hạt nhân dân dụng ở châu Phi, dẫn đến việc nguồn nguyên liệu dồi dào uranium giá rẻ dành cho các nhà máy điện hạt nhân của Pháp sẽ không tự nhiên xuất hiện. Thứ hai, mong muốn gia tăng vị thế lãnh đạo châu Âu. Theo chuyên gia Nga, bằng cách bắt đầu thành lập một liên minh tên lửa, Paris đang tìm cách đảm nhận vai trò lãnh đạo mới của lục địa châu Âu. Theo giới phân tích, điều này là không khó do các vấn đề kinh tế của Đức và việc Berlin tỏ ra miễn cưỡng leo thang xung đột một cách không cần thiết với Nga. Như vậy, đế chế thứ tư ở Tây Âu chỉ vị thế lãnh đạo của Berlin đối với Liên minh châu Âu có thể được thành lập xung quanh Cộng hòa thứ 5 Pháp, chứ không phải Cộng hòa Liên bang Đức. Thứ ba, làm suy giảm vị thế của Nga, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ ở Krasnogorsk. Trong thời gian qua, Armenia đang có thái độ không hài lòng với Nga trong vấn đề tranh chấp với Azerbaijan đối với vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh, mà đỉnh điểm là việc Iran đã đình chỉ việc tham gia Liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Moscow đứng đầu. Không chỉ như vậy, Iran đã quay sang Paris để tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự nhằm đối đầu với các nước láng giềng Azerbaijan. Pháp cam kết giúp Armenia cải thiện năng lực phòng không bằng việc bán radar và thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không Dmytro trong tương lai. Sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật quân sự của Paris dành cho Armenia trong bối cảnh nước này rút khỏi vòng ảnh hưởng của Nga có thể nhằm mục đích không nhằm chỉ chống lại Moscow mà còn chống lại liên minh lịch sử là Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đứng đằng sau Azerbaijan. Vì vậy, Pháp đang cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở sân sau của Nga và chiếm giữ một vị thế địa chính trị còn trống có tầm quan trọng chiến lược ở Krasnogorsk. Để kết luận, chuyên gia Sergei Mazesky cho rằng không nên đánh giá thấp vai trò của Paris trong cuộc xung đột ở Ukraine, bởi Pháp là một cường quốc châu Âu có nền kinh tế và công nghệ tiên tiến, có nhiều tài sản ở nước ngoài trên khắp thế giới và đặc biệt là có cả kho vũ khí hạt nhân với các phương tiện phóng. Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt làn danh đỏ tấn công lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết, không giống như các quốc gia lớn hơn áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cung cấp cho Kiev, Phần Lan không đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Những quốc gia lớn hơn đã cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa và tất nhiên họ có tiếng nói về cách chúng có thể được sử dụng, ông Häkkänen nói. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Phần Lan, ông Jukka Kopra cũng xác nhận với kênh truyền hình Yele rằng Zelensky không đặt ra những giới hạn như vậy và Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố này tương tự như tuyên bố của Estonia, một thành viên NATO. Phát biểu với Yele ngày 28 tháng 2, chỉ huy tương lai của lực lượng phòng vệ Estonia Andrus Medido cho rằng việc giới hạn Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tại những vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền là một sai lầm. Điện Kremlin, Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Trả lời câu hỏi của hãng tin RTVI về bài báo của Time cho rằng Đô đốc Tony Radakin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, đã giúp lên kế hoạch chiến đấu cho Ukraine. Ông Peskov cho biết, nhìn chung, việc Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine không phải là bí mật. Những người trên thực địa và tình báo tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Hãng tin trên của Anh cũng dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, ông Radakin được cho là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược phá hủy các tàu chiến của Nga và mở rộng cửa Biển Đen, đồng thời được coi là đã đóng vai trò điều phối hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO. Đô đốc Anh đã thăm Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của Ukraine, cũng như các cách thức mà phương Tây có thể hỗ trợ. Điện Kremlin không có thông tin cụ thể về ông Radakin, nhưng có lẽ quân đội của chúng tôi biết, ông Peskov cho hay. Ukraine đang ra sức giữ phòng tuyến trước các cuộc tấn công của Nga trong khi chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết giới chức Ukraine lo ngại rằng lực lượng Nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè sắp tới nếu như phương Tây không tăng cường viện trợ đạn dược cho Kiev. Theo nguồn tin, đánh giá của Ukraine về tình hình chiến trường ngày càng ảm đạm khi lực lượng của nước này phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, đồng thời hạn chế số lượng đạn pháo họ có thể bắn. Kiev tin rằng những tiến bộ của Nga có thể đạt được động lực đáng kể vào mùa hè. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Ruvin cho biết tình hình ở khu vực Avdiivka và Zaporizhzhia vẫn còn khó khăn đối với quân đội Ukraine. Ông thừa nhận Bộ Chỉ huy đã đưa ra một số quyết định sai lầm và nói rằng cần phải huy động lực lượng dự bị. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine không đạt được kỳ vọng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết điều này một phần do kế hoạch phản công đã bị lộ cho Nga trước khi diễn ra. Các kế hoạch hành động phản công của chúng tôi nằm trên bàn của Điện Kremlin trước khi hành động thực tế diễn ra, ông Zelensky nói. Khi được hỏi liệu Ukraine có tung ra một cuộc phản công nữa trong năm nay không, ông Zelensky nói, chúng tôi có một kế hoạch rõ ràng, nhiều kế hoạch sẽ được bảo mật vì vấn đề do rỉ thông tin. Theo các nhà quan sát quân sự, mục tiêu trước mắt của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến đến nửa cuối năm nay, cho đến khi có thể nhận được những máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất đạn pháo của phương Tây cũng có thể tăng cường nguồn lực vũ khí cho Ukraine. Khi đó, Kiev có khả năng lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới vào năm 2025. Khi các tiệm bánh và trung tâm mua sắm ở Nga trở thành nơi chế tạo vũ khí và trang bị quân sự phục vụ cho chiến dịch ở Ukraine, các nước NATO đang chật vật đuổi theo trong cuộc đua sản xuất quốc phòng. Đã từng có thời gian trung tâm mua sắm Ilamas ở thành phố Izhes thuộc miền Tây nước Nga, tượng trưng cho cuộc sống trung lưu tại xứ sở Bạch Dương. Mặt tiền nơi đây từng là vị trí đặt quảng cáo cho các nhãn hiệu H&M, McDonald's hay Doskimir, chuỗi cửa hàng đồ chơi hàng đầu của Nga. Lúc này, thương hiệu phương Tây và cả Nga đều đã biến mất. Trung tâm mua sắm Itamas hiện là trung tâm nghiên cứu khoa học Itamas, chuyên sản xuất UAV tấn công Lancet cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Và đây chỉ là một trong nhiều địa điểm dân sự trở thành cơ sở sản xuất vũ khí kể từ khi chiến sự bùng nổ. Tất cả chỉ là phần nổi của cuộc động viên kinh tế mà nước Nga hy vọng sẽ dứt khoát thay đổi tình thế chiến sự tại Ukraine. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà Nga đang chi 40% GDP cho cuộc xung đột, cao hơn cả y tế và giáo dục, một quan chức phương Tây nói. Đó là con số mà toàn bộ phương Tây đang chật vật bắt kịp. Các chuyên gia quốc phòng đánh giá, nỗ lực của Nga theo thời gian có thể mang lại ưu thế vượt trội về trang thiết bị để giành chiến thắng tại Ukraine. Để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt, nền kinh tế Nga đã có bước chuyển đổi, đặt quốc phòng vào trung tâm. Theo dự thảo ngân sách 2024-2026 mà Bộ Tài chính Nga công bố vào hồi tháng 10 năm 2023, con số này sẽ là 10,78 nghìn tỷ rúp, tương đương với 109 tỷ USD vào năm 2024, tương đương 29,4% tổng chi tiêu ước tính là 33,66 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó, vào năm 2021, một năm trước khi xung đột bùng nổ, chi tiêu quốc phòng của Nga chỉ chiếm 14,4% tổng chi tiêu. Theo báo cáo trước Quốc hội vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã sản xuất 1.530 xe tăng, 2.518 xe chiến đấu bọc thép. Những con số này phản ánh mức tăng sản lượng xe tăng 560% kể từ tháng 2 năm 2022, theo ông Shoigu. Sản lượng xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân lần lượt tăng 360% và 350%. Dù vậy, mức sản xuất này mới chỉ đủ để bù vào những gì Nga tổn thất trên chiến trường thay vì mở rộng quân đội. Về đạn pháo, vốn đóng vai trò thiết yếu trong cuộc xung đột Ukraine, các quan chức phương Tây hồi tháng 1 nói với tờ New York Times rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả mỗi năm, gấp đôi ước tính ban đầu của phương Tây. Tác động tới chiến trường là rất rõ ràng. Lúc này, Nga đã giành lại ưu thế về hỏa lực mà họ có vào đầu chiến sự. Theo Tổng thống Zelensky, trong cuộc tấn công kéo dài 5 ngày vào cuối tháng 12 năm 2023, Nga đã bắn 500 tên lửa và UAV vào Ukraine. Nghiên cứu do Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Russia của Anh công bố trong tháng 1 cho thấy Ukraine đã bắn 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong cuộc phản công mùa hè, nhiều hơn so với mức 5.000 quả của Nga. Nhưng vào đầu năm nay, lực lượng Nga đã bắn 10.000 quả, gấp 5 lần so với Ukraine. Điều đó khiến Ukraine rơi vào thế bất lợi đáng kể. Thiếu đạn dược là một trong những lý do khiến thành trì Avdiivka của Ukraine thất thủ vào tháng 2 sau thời gian dài trụ vững. Chúng tôi vẫn chưa thấy ngưỡng giới hạn của Nga ở đâu, Mark Rysik, phó giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Estonia nói. Về cơ bản, 1/3 ngân sách quốc gia của họ được dành cho sản xuất quân sự và cho chiến sự ở Ukraine, nhưng chúng ta không biết khi nào nó sẽ thực sự tác động đến xã hội. Vì thế mà khá là khó nói khi nào họ sẽ dừng lại, ông Rysik nói. Các nhà máy sản xuất đạn dược, phương tiện và trang bị quân sự ở Nga đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca 12 tiếng bắt buộc. Nhu cầu về nhân lực vì thế cũng tăng mạnh, qua đó cải thiện thu nhập của công nhân. Trong tháng 2, ông Putin tuyên bố 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong khu liên hợp công nghiệp quân sự và lĩnh vực này về tổng thể đang sử dụng khoảng 3,5 triệu người Nga, tương đương với 2,5% dân số. Nhà máy thuốc súng Kajan, một trong những nhà máy lớn nhất đất nước, đã tuyển dụng hơn 500 công nhân trong đợt tuyển dụng tháng 12 năm 2023, khiến mức lương trung bình hàng tháng tại đây tăng hơn gấp 3 lần, từ 25.000 rúp lên 90.000 rúp. Theo giám đốc nhà máy Oleksandr Ruvin, quảng cáo tuyển dụng của nhà máy này cho biết công nhân sẽ làm ca đêm từ nửa đêm đến 8 giờ ngày hôm sau và sẽ không bị gọi nhập ngũ. Nhà máy cũng phải tuyển dụng nhiều người từ các tỉnh lân cận, qua đó cho thấy tình trạng thiếu nhân lực ở nước Nga. Tình trạng ấy càng được nêu bật qua thực tế là chủ lao động cạnh tranh nguồn nhân lực với các nhà máy lại có thể chính là quân đội Nga với mức thu nhập hứa hẹn hơn 200.000 rúp mỗi tháng cho những người đăng ký chiến đấu. Đó có thể là mức thu nhập đổi đời ở nhiều tỉnh của nước Nga. Chiến tranh đã dẫn đến sự tái phân bổ của cải chưa từng có, trong đó tầng lớp nghèo hơn được hưởng lợi từ chi tiêu của chính phủ cho khu liên hợp công nghiệp quân sự. Guardian dẫn lời Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, một công ty nghiên cứu xã hội học và thăm dò dư luận ở Moscow. Công nhân tại nhà máy quân sự và gia đình binh sĩ chiến đấu ở Ukraine đột nhiên có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Thu nhập của họ đã tăng lên đáng kể, ông Volkov nói. Kết quả một cuộc thăm dò của Levada cho thấy 5-6% những người trước đây không có đủ tiền để mua hàng tiêu dùng như tủ lạnh thì nay đã chuyển lên tầng lớp trung lưu. Theo phân tích của Moscow Times về dữ liệu lao động của Nga vào tháng 11 năm 2023, thợ máy và thợ hàn trong các nhà máy sản xuất trang bị quân sự của Nga đang kiếm được nhiều tiền hơn nhiều vị trí văn phòng như là nhà quản lý và luật sư. Tình hình gần như hoàn toàn tương phản ở phương Tây, ít nhất là ở những khía cạnh quan trọng nhất với Ukraine, như là sản xuất đạn pháo. Đến tháng 2 năm 2023, một năm sau khi chiến sự xảy ra, sản lượng của châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo mỗi năm. Vào tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU sẽ không thể đáp ứng cam kết của EU cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm nay. Liệu Nga có thể vượt trội hơn phương Tây về mặt chế tạo tàu ngầm hoặc tàu khu trục hay không? Không. Nhưng liệu họ có thể vượt qua phương Tây về sản xuất đạn pháo hay không? Có. Dmitri Alperovitch thuộc tổ chức tư vấn Silverado Policy Accelerator cho biết, Nga đã rất nhanh chóng chuyển vào trạng thái sản xuất thời chiến, trong khi phương Tây chưa làm được điều này. Điều đó dễ hiểu vì chúng ta không đang ở trong chiến sự và cuộc xung đột này không mang ý nghĩa sống còn đối với chúng ta như đối với Ukraine, ông Dmitry nói. Theo Telegraph, sản lượng quốc phòng của Nga hiện nay khó có thể cung cấp đủ trang thiết bị để nước này tiếp tục tổng tấn công trong năm 2024. Nguyên nhân là 2 năm trước đó, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang suy nghĩ xa hơn vào cuối năm nay. Họ đang nói về việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng trong 3 năm tới. Điều đó có nghĩa là họ đang tính đến việc giao tranh trong ít nhất 3-4 năm nữa. Telegraph dẫn lời một người trong ngành quốc phòng. Điều này có nghĩa là nếu phương Tây không hành động, Ukraine có thể thua cuộc. Ngoài lý do chính trị, một yếu tố khiến phương Tây phản ứng chậm là do vấn đề kinh tế. Theo ông Alperovitch, trong khi Nga vẫn duy trì ngành công nghiệp vũ khí phần lớn do nhà nước kiểm soát, Anh và phần lớn quốc gia phương Tây dựa vào cơ chế hợp tác với các công ty quốc phòng tư nhân vốn có trách nhiệm thu lợi nhuận cho cổ đông. Sẽ mất một vài năm để quá trình ấy hiệu quả về kinh tế và có lãi. Vì vậy mà hoàn toàn dễ hiểu khi các nhà thầu quốc phòng không chịu thiệt thòi, đặc biệt là khi liên quan đến các loại đạn dược như đạn pháo, ông nói. Họ biết rằng quân đội Mỹ và quân đội NATO không phụ thuộc nhiều vào pháo binh. Vì vậy nếu chiến sự Ukraine sớm kết thúc, và hy vọng là thế, họ lo ngại rằng sẽ không có nhiều khách hàng cho các dây chuyền sản xuất tăng cường, ông Alperovitch chỉ ra. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 66 người trong cuộc biểu tình của nông dân ở đại lộ Champs-Élysées, trung tâm Paris. Nông dân Pháp đã sử dụng máy kéo và những kiện cỏ khô trong cuộc biểu tình ở đại lộ Champs-Élysées, trung tâm Paris vào ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương. Cuộc biểu tình nhanh chóng khiến cho giao thông tắc nghẽn trên đại lộ nổi tiếng gần Khải Hoàn Môn, cách văn phòng của Tổng thống Emmanuel Macron, Điện Élysée, một đoạn khá ngắn. Những người biểu tình dương biểu ngữ trên đại lộ tuyên bố hành động của họ nhằm cứu nền nông nghiệp Pháp. Nhiều nông dân đã biểu tình trong những tuần qua để phản đối các quy định khắt khe về bảo vệ môi trường, sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ từ bên ngoài Liên minh châu Âu và thu nhập thấp. Nông dân Ascension cho biết khoảng 100 đồng nghiệp của ông đã tập trung từ 3 giờ sáng một cách hòa bình và tuân thủ luật pháp. Ông Mason cho biết nông dân đã đặt vòng hoa để tưởng nhớ những người đồng nghiệp đã phải tự tử vì khủng hoảng tài chính. Nhà nước chưa bao giờ lắng nghe chúng tôi, ông Mason tuyên bố. Hiệp hội Nông dân Pháp cho biết hành động của họ nhằm cứu nền nông nghiệp Pháp. Chúng tôi muốn hành động nhanh chóng để cứu 45% trang trại của chúng tôi đang gặp khó khăn về tài chính, Hiệp hội Nông dân Pháp nêu rõ. Nông dân Pháp tiếp tục chặn đường, đốt lốp xe và bao vây các siêu thị, nói rằng họ cần nhiều biện pháp hơn, ngay cả sau khi chính phủ hứa sẽ cải cách. Tổng thống Nga Putin đã gửi thông điệp cứng rắn với phương Tây khi đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong thông điệp liên bang. Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo phương Tây phải đối mặt với viễn cảnh xung đột hạt nhân nếu họ can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin cáo buộc các quốc gia thành viên NATO, những nước đang hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hoặc có thể cân nhắc gửi quân đội tới Ukraine. Cuối cùng cũng phải hiểu rằng tất cả những điều này thực sự có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột sử dụng vũ khí hạt nhân và từ đó hủy diệt nền văn minh. Chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Họ không hiểu điều này sao? Ông Putin đặt câu hỏi. Nhà lãnh đạo Nga ám chỉ bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần này, trong đó đề cập đến khả năng gửi quân từ các nước NATO tới Ukraine, một kịch bản mà Điện Kremlin cảnh báo sẽ dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và Liên minh phương Tây. Mỹ và các chính phủ phương Tây phần lớn cố gắng tránh để xảy ra một cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố của ông Macron về khả năng quân đội phương Tây được gửi đến Ukraine đã nhanh chóng bị các quan chức phương Tây phản bác. Những lời cảnh báo của Tổng thống Putin được đưa ra ngay từ những phút mở đầu khi ông đọc thông điệp liên bang, một sự việc quan trọng thường niên của Điện Kremlin. Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga công bố các kế hoạch và ưu tiên của chính quyền trước hàng trăm quan chức, nhà lập pháp và các thành viên khác của giới tinh hoa cầm quyền ở Nga. Năm nay, bài phát biểu càng có ý nghĩa quan trọng hơn vì cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Trong đó, ông Putin sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Bài phát biểu cũng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm về mặt địa chính trị. Hơn 2 năm tham chiến, Nga đã giành thế chủ động trên chiến trường. Viện trợ quân sự cho Ukraine bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ và các chính phủ phương Tây đang tranh cãi về cách tốt nhất để hỗ trợ cho Kiev. Ông Putin đã nhiều lần đưa ra cảnh báo hạt nhân nhằm vào phương Tây kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine 2 năm trước, sử dụng mối đe dọa từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga để ngăn chặn việc châu Âu và Mỹ hỗ trợ Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin được cho là đã giảm bớt cảnh báo hạt nhân trong một năm qua. Nhưng tuần này, ông lại đưa vấn đề quay trở lại, kết hợp những lời đe dọa với tuyên bố rằng ông sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ nếu Washington cũng sẵn sàng thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược, ông Putin nói, ám chỉ các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí từng được tiến hành với Mỹ trước chiến dịch quân sự tại Ukraine. Fyodor Lukyanov, một chuyên gia về chính sách đối ngoại thân cận với Điện Kremlin ở Moscow cho biết, những cảnh báo của ông Putin có lẽ được thúc đẩy bởi tuyên bố của ông Macron hồi đầu tuần rằng không nên loại trừ khả năng một quốc gia NATO gửi quân tới Ukraine. Theo ông Lukyanov, nhìn rộng hơn, ông Putin đang đáp trả những cam kết của phương Tây nhằm cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine khi lợi thế chiến trường của Nga ngày càng tăng. Các vũ khí này bao gồm tên lửa nhằm giúp Ukraine có thể tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Macron không phải là người duy nhất bắt đầu nói rằng chiến thắng của Nga là không thể chấp nhận được. Ở phương Tây, họ không nói về một thỏa thuận hòa bình, họ đang nói về việc không để Nga giành chiến thắng. Chuyên gia Lukyanov nhận định. Ông Lukyanov dự đoán mục tiêu của Tổng thống Putin là tránh việc phương Tây can dự trực tiếp hơn vào cuộc chiến ở Ukraine và đạt được các cuộc đàm phán theo những điều kiện mà Nga chấp nhận. Trong thông điệp liên bang, ông Putin ra tín hiệu rằng ông muốn các cuộc đàm phán không chỉ bao gồm tương lai của Ukraine mà còn cả an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Á-Âu. Ông Putin trước đó đã tìm kiếm một thỏa thuận an ninh sâu rộng với NATO vào cuối năm 2021, vài tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Vào thời điểm đó, các quan chức phương Tây đã bác bỏ đề xuất của Nga vì cho rằng điều đó sẽ hệ thống hóa phạm vi ảnh hưởng của Nga trên toàn khu vực Liên Xô cũ. Về phần mình, Nhà Trắng đã bác bỏ nỗ lực của ông Putin nhằm đặt Mỹ vào trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Các quan chức Mỹ nói rằng Washington chưa và sẽ không đàm phán thay mặt cho Ukraine. Những lời đe dọa của ông Putin đối với phương Tây chỉ chiếm vài phút trong bài phát biểu kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Phần lớn bài phát biểu tập trung vào các vấn đề cơ bản trong nước như đường cao tốc, chăm sóc sức khỏe, cơ sở hạ tầng và giáo dục. Nhưng ông Putin cho rằng tất cả những ưu tiên trong nước đó đều phụ thuộc vào sự thành công của cuộc xung đột ở Ukraine mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông không đưa ra thông tin chi tiết mới nào về mục tiêu của cuộc chiến và cách cuộc chiến có thể kết thúc. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng Nga muốn tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. Callum Fraser, nhà nghiên cứu an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh Russia. Việc ông Putin gọi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến đã cho thấy sự thay đổi trong tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga. Điều này cũng phù hợp với những thay đổi gần đây của Tổng thống Putin khi ông nhận định cuộc xung đột này là cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây ở Ukraine. Điều này có liên quan đến những tín hiệu gần đây của ông Putin về việc sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ thông qua lập trường của ông về cách hệ thống quốc tế nên vận hành. Trong đó chỉ có các cuộc thảo luận giữa các cường quốc khu vực, Nga và Mỹ, và loại Ukraine ra khỏi bàn đàm phán. Chuyên gia Fraser nhận định việc Tổng thống Putin đề cập đến sự leo thang liên quan đến vũ khí hạt nhân và tuyên bố chúng tôi cũng có vũ khí để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ là một cách tinh tế để nhằm thăm dò phản ứng của phương Tây khi ông đang tìm cách lợi dụng sự mất đoàn kết của phương Tây sau tuyên bố của Tổng thống Macron về việc đưa quân đến Ukraine. Tổng thống Nga Putin cho biết nước này đã đưa tên lửa siêu vượt âm Jikon vào tác chiến. Đây là loại vũ khí mà theo Moscow là không thể đánh chặn. Tổng thống Putin cho hay Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Jikon trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên biển Jikon đã được sử dụng trong chiến đấu, ông nói. Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận đã sử dụng tên lửa Jikon trong tác chiến. Trước đó, Ukraine tuyên bố có bằng chứng cho thấy Nga lần đầu tập kích Kiev bằng Jikon. Ông Oleksandr Ruvin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học về Khám nghiệm Pháp y Kiev, công bố hình ảnh các mảnh vỡ tên lửa thu được tại thủ đô Kiev sau cuộc không kích của Nga hồi giữa tuần trước. Ông cho biết chuyên gia của cơ quan này đã đánh giá và kết luận đây là bộ phận tên lửa siêu vượt âm Zircon mới được Nga đưa vào biên chế. Các dòng tên lửa của Nga dùng chung nhiều linh kiện, nhưng mỗi loại đạn lại có những bộ phận riêng biệt. Dấu hiệu trên mảnh vỡ cho thấy chúng được sản xuất trong giai đoạn 2023-2024. Nghĩa là quả tên lửa Zircon gần như mới xuất xưởng, ông Oleksandr Ruvin nói. Thiết bị điện tử đã bị phá hủy và không thể phân tích. Chúng tôi đang nghiên cứu thành phần kim loại và vật liệu cách nhiệt, ông Ruvin cho biết thêm. Trong khi đó, đại tá Yuri Inat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, xác nhận với Newsweek rằng Nga đã sử dụng Jikon và kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tổ hợp Patriot. Ông thừa nhận vẫn chưa rõ liệu Nga có phóng thêm tên lửa Jikon hay không. Chuyên gia quân sự cho rằng nếu Nga tiếp tục phóng tên lửa Jikon sẽ đặt ra thách thức mới cho lưới phòng không Ukraine, vốn đang rơi vào tình trạng suy giảm do viện trợ từ phương Tây bế tắc. Tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh Zircon chính là vũ khí diệt hạm chủ lực thế hệ mới của Hải quân Nga. Chúng được quảng bá là sở hữu những đặc tính độc nhất vô nhị và vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh. Được biết, tên lửa siêu thanh Zircon đã được biên chế chính thức trên tàu hộ vệ tàng hình Đô đốc Goskov. Loại tên lửa này được cho là có tầm bắn từ 400 tới 1.000 km. Chúng có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên đất liền. Truyền thông Nga cho rằng hiện trên thế giới, kể cả NATO, cũng chưa có phương pháp đánh chặn hiệu quả nào đối với tên lửa Zircon. Có thể trang bị trên nhiều nền tảng tàu chiến, tuy nhiên Nga lại lựa chọn khu trục hạm thuộc dự án 22350 để trang bị lớp tên lửa Jikon đầu tiên, được cho là nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới NATO. Tên lửa siêu thanh Jikon được cho là có tốc độ tối đa là 11.000 km/h, nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Thưa quý vị, chiến sự Nga-Ukraine ngày qua căng thẳng khắp nơi. Moscow nói hạ hàng trăm lính Kiev, nặng nhất là ở Donetsk. Ukraine bắn hạ 3 oanh tạc cơ Su-34 của Nga trong ngày. Nga tố Anh tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua khói lửa khắp nơi khi cả hai bên có tới 99 cuộc đụng độ trên toàn chiến trường. Theo hãng thông tấn Urinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 29 tháng 2, quân Nga mở 10 cuộc tấn công tên lửa, 105 cuộc không kích, 163 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các đòn tấn công của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy hoặc thiệt hại nặng nề, bao gồm các khu chung cư, nhà thờ và một số cơ sở khác. Tổng cộng có 99 trận giao chiến giữa hai bên trên khắp chiến trường trong ngày qua. Hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã bị Nga ồ ạt tấn công trong ngày. Tại mặt trận Siverchina và Slobojanchina miền đông Ukraine, quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga, từ đó ngăn bộ chỉ huy Ukraine điều động lực lượng tới các khu vực chiến đấu khác. Theo hướng thành phố Kupian, Kharkiv, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi hai đợt tấn công của đối phương tại các khu định cư Sinkivka và Tabayka. Trên trục Donetsk, Nga tăng cường tấn công các lực lượng Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Ukraine đẩy lùi được 84 cuộc tiến công của Nga, chủ yếu tại thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 490 binh sĩ chỉ riêng tại thành phố Avdiivka, Donetsk. Ngoài ra, trong khi giao tranh, quân Nga còn phá hủy 7 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 3 khẩu pháo D-20, 2 khẩu pháo D-30, 1 khẩu pháo MSTAB và 1 hệ thống pháo cơ giới Vozika của các lực lượng Ukraine. Ngoài Avdiivka, quân Nga cũng đẩy mạnh tấn công các khu vực khác ở Donetsk như các khu định cư Andreyevka, Barastovoy, Urozhanoi và Ronopol. Các lực lượng Nga đã loại 705 binh sĩ Ukraine ra khỏi vòng chiến đấu, cũng như phá hủy hàng loạt khí tài hạng nặng của Ukraine, trong đó có xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất, bệ phóng pháo đa nòng Uragan, pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến đấu của họ ở khu vực Kupian, hạ khoảng 50 binh sĩ Ukraine và 3 phương tiện chiến đấu của đối phương trong ngày qua. Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga hạ 50 binh sĩ, phá hủy 5 phương tiện cơ giới và một trạm tác chiến điện tử Bukovel AD của Ukraine. Trong ngày, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 9 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom lượn GDAM do Mỹ sản xuất và 93 máy bay không người lái UAV của Ukraine. Điện Kremlin, Anh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov lên tiếng về thông tin rằng Anh đã giúp Ukraine lập kế hoạch chiến đấu. Trước đó, tờ Tham đưa tin rằng Đô đốc Tony Radakin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, được cho là đã hỗ trợ Ukraine trong việc đưa ra chiến lược loại bỏ các tàu Nga và giành quyền kiểm soát Biển Đen. Theo The Times, vị đô đốc này cũng được cho là đã từng đến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, để thảo luận về chiến lược của Ukraine và những cách mà phương Tây có thể giúp đỡ. Bình luận thông tin trên, ông Peskov nói rằng sự can dự quân sự trực tiếp của Anh và Ukraine không phải là điều quá bất ngờ. Nói chung không có gì bí mật khi Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine, họ thực sự đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này, ông Peskov cho hay. Theo ông Peskov, Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đô đốc Radakin, nhưng có lẽ quân đội của chúng tôi nắm rõ điều này. Cùng ngày, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng các cuộc tấn công của chính quyền Kiev nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga đều do các cơ quan đặc biệt của Anh chỉ đạo. Hiện Anh chưa bình luận về thông tin trên. Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine cho biết một số lượng chưa xác định các binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong khi cố gắng đổ bộ vào một khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, phía nam Ukraine. Trong tuyên bố vào ngày hôm qua, lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukraine cho biết rằng các binh sĩ đã thiệt mạng khi nỗ lực giành chỗ đứng trên mũi đất Tenderip ở phía bắc Biển Đen, gần bờ biển Kherson, vốn do Nga nắm quyền kiểm soát. Các cơ quan thông tấn Nga dẫn lời giới chức Kherson do Moscow bổ nhiệm cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt một nhóm phá hoại Ukraine khi họ đang cố gắng đổ bộ lên mũi Tenderip. Theo tuyên bố trên, những binh sĩ thiệt mạng thuộc Trung tâm Hàng hải số 73 của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Họ đã phải đối mặt với lực lượng đặc biệt của Nga khi nỗ lực đổ bộ lên mũi đất Tenderip. Để đảm bảo cho lực lượng chủ lực của đơn vị rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, các binh sĩ của Trung tâm Hàng hải số 73 đã chấp nhận đây là trận chiến cuối cùng của họ và hy sinh. Hành động chiến đấu anh dũng của các đơn vị tác chiến đặc biệt trên bộ, trên biển và sâu trong hậu phương của quân Nga là sự đóng góp hàng ngày của lực lượng tác chiến đặc biệt vào chiến thắng trước đối phương. Tuyên bố của lực lượng này cho biết, tuyên bố không nêu rõ số lượng binh sĩ thiệt mạng cũng như nơi họ hy sinh. Trung tâm Hàng hải số 73 là một phần của lực lượng tình báo đặc biệt của lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Các binh sĩ thuộc trung tâm cùng với các đơn vị khác đã ngăn chặn thành công cuộc đổ bộ của lực lượng đổ bộ đường không của quân đội Nga tại sân bay Kubakini ở Mykolaiv vào giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ngoài ra, Trung tâm Hàng hải số 73 cũng đã tham gia chiến dịch giải phóng đảo Mini vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Tổng thống Nga Putin vừa qua tuyên bố Mỹ và đồng minh muốn biến đất nước này thành không gian héo úa như Ukraine. Tổng thống Nga Putin tuyên bố trong bài phát biểu quan trọng vừa qua rằng phương Tây có ý định làm với Nga những gì họ đã làm với Ukraine và nhiều quốc gia khác, đó là biến nước này thành một quốc gia đang hấp hối, thất bại. Phương Tây vốn có thói quen thuộc địa và quen gây ra xung đột quốc gia trên toàn thế giới, có những ý định vượt xa việc cản trở sự phát triển của chúng ta. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu trước Quốc hội Liên bang, nơi tập hợp các quan chức và nhân vật công chúng hàng đầu của Nga. Ông nói thêm thay cho Nga, họ muốn có một không gian phụ thuộc, héo mòn và chết chóc, nơi họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Theo ông Putin, người dân Nga và sự đoàn kết dân tộc trước các mối đe dọa từ bên ngoài là yếu tố quan trọng để bảo vệ đất nước. Trong khi đó, chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các thể chế trên nền tảng chủ quyền quốc gia. Tổng thống tuyên bố chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi. Moscow đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhằm vào Nga, trong đó xung đột Ukraine chỉ là một yếu tố. Giới tinh hoa phương Tây, theo giới lãnh đạo Nga, không thể chấp nhận rằng một thế giới đa cực mới đang hình thành, trong đó nhiều trung tâm quyền lực có chủ quyền sẽ quyết định số phận của nhân loại. Theo Điện Kremlin, phương Tây đang tìm cách kiềm chế các quốc gia đang lên, bao gồm cả Nga, bằng mọi biện pháp có sẵn, từ hạn chế kinh tế đến sử dụng hoàn toàn lực lượng quân sự. Ông Putin trước đây đã lập luận rằng đất nước của ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động chống lại Ukraine do cuộc đàn áp và bạo lực của Kiev đối với các công dân sắc tộc Nga. Trong khi đó, các thành viên NATO đã cản trở lời kêu gọi của Moscow nhằm giải quyết những khác biệt của họ về an ninh châu Âu. Ông Putin cho biết khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiếp tục mở rộng về phía biên giới Nga, phớt lờ sự phản đối của nước này. Lực lượng Ukraine không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các công sự kiên cố trải dài theo tiền tuyến. Đây là điểm yếu chí mạng mà Nga đang tận dụng để liên tục giành lãnh thổ trong thời gian qua, bất chấp nỗ lực phòng vệ của Ukraine. Các lực lượng Nga đang dần tiến sâu hơn vào các vùng phía đông Ukraine, tạo đà tiến sau khi chiếm được thành phố Avdiivka gần 2 tuần trước. Các chuyên gia tình báo phương Tây cho rằng Moscow đang tận dụng tình hình chiến trường hiện tại và giành thêm lãnh thổ trước khi Ukraine có thể thiết lập hệ thống phòng thủ mới trong khu vực. Lực lượng Ukraine đã rút khỏi Avdiivka vào ngày 17 tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt để bảo vệ thành phố chiến lược trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga. Sau khi chiếm được Avdiivka, Nga đã tiến thêm được hơn 6 km từ trung tâm thành phố. Trong một bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Anh nhận định khu vực phía tây Avdiivka vẫn là tâm điểm của các cuộc giao tranh. Moscow hiện gần như chắc chắn đã nắm quyền kiểm soát các làng Lastokiny, Stepovy và Severny. Những bước tiến chiến thuật này chủ yếu nhằm củng cố các vị trí của Nga xung quanh Avdiivka. Nga cũng có thể đang tìm cách tạo đà trên trục này để tận dụng thực tế có ít vị trí cố định và các khu vực đô thị mà lực lượng Ukraine có thể phòng thủ. Bản cập nhật tình báo của Anh cho hay. Bản đồ gần đây do Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng xác nhận những bước tiến của Nga. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh đưa ra đánh giá tương tự với báo cáo tình báo của Anh, cho rằng các động thái của Nga cho thấy Moscow đang tận dụng tình hình xung quanh Avdiivka trước khi Ukraine có thể củng cố khả năng phòng thủ trong khu vực. Lực lượng Nga dường như sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn để quân Ukraine không có thời gian nghỉ ngơi và thiết lập một tuyến phòng thủ chặt chẽ hơn, khó xuyên thủng hơn ở khu vực lân cận Avdiivka. Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá. Chiếm được Avdiivka là kết quả của một chiến dịch kéo dài nhiều tháng với tổn thất không nhỏ và được đánh giá là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ sau khi kiểm soát Bakhmut. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Nga muốn chiếm Avdiivka vì Moscow đang tìm kiếm một trung tâm điều động và hậu cần ở khu vực Donbass, phía đông Ukraine. Từ đó, Moscow sẽ có bàn đạp để tiến hành các hành động tiếp theo xung quanh Donetsk. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã liên kết việc Ukraine mất Avdiivka với việc Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Kiev. Nhà Trắng nhấn mạnh quân đội Kiev buộc phải rút khỏi thành phố Avdiivka do thiếu đạn dược và đây là hậu quả của việc Quốc hội không hành động. Phòng tuyến Ukraine sụp đổ dây chuyền. Theo các quan chức Ukraine, sau khi rút khỏi Avdiivka, quân đội nước này đã lùi về tuyến phòng thủ mới. Tuyến phòng thủ này đã chuẩn bị từ trước và hiện đang được tăng cường. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, phía Ukraine liên tục để mất một số ngôi làng. Nhà phân tích quân sự Mike Kaufman, thành viên cấp cao tại Carnegie Endowment cho rằng Ukraine không có phòng tuyến thứ cấp tốt và đang cố thủ đằng sau chiến tuyến. Đằng sau Avdiivka, Ukraine có một số tuyến phòng thủ, nhưng đó không phải là một tuyến phòng thủ mạnh mẽ, ông Kaufman cho biết. Ukraine dường như đã không tận dụng thời gian để xây dựng các hệ thống phòng thủ kiên cố từ trước. Khi Avdiivka bị mất đi, nhiều tuyến phòng thủ kém kiên cố hơn của Ukraine ở phía sau cũng bị sụp đổ theo dây chuyền. Jeff Fantuk, nhà phân tích tình báo tại công ty tư vấn an ninh Global Guardian nhận định, hiện nay Ukraine vừa yếu hơn về quân số, vừa bị áp đảo về vũ khí trên mặt trận. Trước tình trạng viện trợ quân sự từ phương Tây nhỏ giọt, Ukraine không còn cách nào khác là phải cố thủ, cố gắng đẩy lùi làn sóng tấn công dữ dội của Nga nhằm bào mòn dần lực lượng Moscow, khiến họ từ bỏ ý chí tiến lên. Ukraine cần áp dụng chiến lược phòng thủ tích cực. Nước này có thể đánh đổi không gian lấy thời gian, vì Ukraine có lãnh thổ rộng lớn. Nga chỉ có thể tiến lên ở những khu vực họ chiếm ưu thế về hỏa lực pháo binh và nhân lực, ông Fantuk nói. Nga đã liên lạc với phía Ukraine và sẵn sàng chuyển giao cho Kiev thi thể các tù binh thiệt mạng trong sự cố máy bay vận tải quân sự Il-76 bị bắn rơi. RIA Novosti dẫn lời Ủy viên Nhân quyền Nga Tatiana Moskalkova xác nhận Moscow sẵn sàng tiến hành mọi thủ tục để chuyển giao cho Ukraine thi thể các tù binh thiệt mạng trong sự cố máy bay vận tải quân sự Il-76 bị bắn rơi gần biên giới hai nước vào hồi tháng 1 năm 2024. Mọi thủ tục cần thiết cho hoạt động đó đều sẵn sàng. Bà Tatiana Moskalkova nói thêm, các thi thể có thể được chuyển giao cho Ukraine theo các thủ tục hiện có. Theo quan chức Nga, nước này đã liên lạc với Ukraine sau sự cố Il-76 rơi và Ukraine đã bày tỏ quan tâm đến việc nhận lại thi thể những tù binh thiệt mạng. Chưa rõ thời điểm chuyển giao có thể diễn ra, nhưng hai nước đến nay vẫn duy trì hoạt động trao đổi tù binh. Bộ Quốc phòng Nga trước đó ngày 24 tháng 1 thông báo vận tải cơ Il-76 với kíp lái 6 người chở 65 tù binh Ukraine cùng 3 quân nhân áp giải bị lực lượng Ukraine bắn hạ bằng tên lửa phòng không phóng từ khu vực Lipsy ở tỉnh Kharkiv. Máy bay rơi tại bang Belgorod của Nga khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng. Phía Nga khẳng định Ukraine đã được báo trước về đường bay của chiếc Il-76 gặp nạn. Ukraine xác nhận có kế hoạch trao đổi tù binh với Nga, nhưng quả quyết rằng họ không được báo trước rằng tù binh sẽ được chuyển đến biên giới bằng máy bay. Kết quả điều tra sau đó của Nga xác định Ukraine đã bắn chiếc Il-76 bằng tên lửa MIM-104A từ hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Nga đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc, nhưng không được phương Tây hưởng ứng. Từ hôm nay, lệnh cấm rúng động của Nga trở lại và khắc nghiệt hơn, đòn hiểm của Ukraine đã ngấm. Cường độ các đợt tập kích của Nga bỗng tăng vọt, quân Ukraine kiệt sức đang kêu cứu. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời trung tá về hưu Andrei Maruko đến từ Cộng hòa Nhân dân Lugan cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một lượng lớn các công sự của Ukraine tại Chasiv Yar gần Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, bằng pháo cối hạng nặng, hệ thống rocket phóng loạt và các đợt không kích dữ dội. Trước đó, ông Oleg Kalashnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine cho biết, Nga đã tập hợp 70.000 quân để tiến công theo hướng Bakhmut, với mục tiêu trọng điểm là Chasiv Yar, nơi được mệnh danh là pháo đài Stalingrad của Ukraine. Trong các đợt tấn công bằng pháo hạng nặng, rocket phóng loạt và các loại bom KAB và FAB của lực lượng không quân Nga, một lượng lớn các hầm hào bê tông và các công sự vững chắc được xây dựng từ năm 2014 của Ukraine đã bị chôn vùi, ông Maroko nói. Cũng theo vị trung tá, quân đội Ukraine đã phải phân tán lực lượng và trú ẩn trong tầng hầm của các tòa nhà để giảm thiểu thương vong. Trước đó vài ngày, tờ Rossiyskaya Gazeta dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng lính dù Nga ở Chasiv Yar đã phá hủy được nhiều trang thiết bị cùng với một trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực này. Cuộc tấn công được phía Nga tiến hành bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Mục tiêu đầu tiên là chiếc xe chở các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine. Kíp điều khiển hướng chiếc FPV vào chiếc xe rồi điều chỉnh quỹ đạo bay để nhắm chính xác vào mục tiêu. Sau cuộc tấn công, đối phương đã không còn cơ hội sống sót nào, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Tiếp đó, lực lượng Nga đã phát hiện và tiến hành phá hủy trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine ở một tòa nhà trong khu vực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các kíp điều khiển FPV của Nga đã nhanh chóng di chuyển để tránh đòn tấn công trả đũa của Ukraine. Những bước tiến của lực lượng Nga ở Chasiv Yar cũng được truyền thông phương Tây đề cập. Hãng tin CBS News Mỹ cho biết khi phóng viên của họ tới Chasiv Yar trong tuần này, các vụ nổ vang lên không ngừng nghỉ. Trước mắt chúng tôi là một thành phố bị tàn phá bởi hỏa lực pháo binh và một đội quân kiệt sức đang kêu cứu, CBS News cho hay. Theo hãng tin này, Nga đã tấn công Chasiv Yar bằng pháo binh, tên lửa và các đợt không kích trong nhiều tháng qua, nhưng cường độ của các đợt tập kích đó bỗng tăng vọt trong vài ngày qua. Chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ, hy vọng họ sẽ giúp chúng tôi về vũ khí để những người lính chúng tôi không phải hy sinh mạng sống của mình. Một binh sĩ thuộc lữ đoàn xung kích số 5 của Ukraine tại Chasiv Yar nói. Gần đó là một tòa nhà đã bị bom đạn tàn phá. Bên trên có dòng chữ được phun sơn với nội dung "Chúng tôi không đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi chỉ cần đạn pháo và máy bay. Phần còn lại chúng tôi sẽ tự mình đảm nhiệm." Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ra lệnh khẩn trương điều động nhiều đơn vị khác nhau từ Kherson đến Chasiv Yar để ứng phó tình hình. Cơ quan này đang khẩn trương tìm cách thu hẹp các lỗ hổng phòng thủ để loại bỏ nguy cơ quân đội Nga đột phá ở Chasiv Yar. Một số tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 65 và 23 của Thủy quân lục chiến Ukraine được cho là đang rút khỏi mặt trận ở hữu ngạn sông Dnipro và ngay lập tức được điều tới Chasiv Yar. Cách đó một tuần, các binh sĩ thuộc lữ đoàn phòng thủ số 124 và 126 của Ukraine cùng một lượng lớn thiết bị quân sự, trong đó có pháo tự hành, xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh đã được đưa tới Kramatorsk, cách Chasiv Yar khoảng 19 km. Các chuyên gia nhận định có vẻ Bộ Chỉ huy Ukraine đã quyết định tiến hành một trận chiến tổng lực trên mặt trận này. Lý do có thể xuất phát từ điều kiện mà phương Tây đặt ra để tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, hoặc là cũng có thể đến từ chính quyết tâm của Ukraine. Lực lượng Nga chỉ còn cách Chasiv Yar chưa đầy 1 km. Trước đó vào hôm 27 tháng 2, một quân nhân Nga với biệt danh là Đắc đang tác chiến theo hướng Bakhmut cho biết cụ thể hơn rằng lực lượng Nga đang vây đánh Chasiv Yar từ phía Bắc và chỉ còn cách thành phố này 500 m. Theo cập nhật của kênh Telegram chiến sự Geroman, lực lượng Ukraine đang có dấu hiệu sắp rút khỏi làng Ivanivsky, cách Chasiv Yar khoảng 5 km. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng pháo binh và không quân Nga nhằm phá hủy các công sự trong khu vực. Geroman nhận định nếu thông tin này được xác nhận trong những ngày tới, thì lực lượng vũ trang Nga sẽ được quyền tiếp cận đường cao tốc T-0504, từ đó đẩy mạnh mũi tiến công vào Chasiv Yar. Nếu lực lượng Nga có thể duy trì tốc độ tấn công ở khu vực này, đồng thời gây áp lực lên Chasiv Yar từ phía Bắc, thì họ có thể dần thiết lập các gọng kìm bao quanh pháo đài của Ukraine, tương tự như những gì đã diễn ra ở Avdiivka. Nga tuyên bố hạ gục nhiều lính đặc nhiệm Ukraine cố gắng thực hiện cuộc đột kích vào vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở tỉnh Kherson. lực lượng Nga đã tiêu diệt một nhóm biệt kích Ukraine đang cố gắng đổ bộ bằng xuồng cao tốc. Bộ Quốc phòng Moscow cho biết trong bản cập nhật hàng ngày và bổ sung rằng có tới 25 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng. Kiev sau đó xác nhận chiến dịch trên đã thất bại nhưng khẳng định chỉ có 4 binh sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm thủy quân lục chiến 73 đã thoát chết khi cố gắng đổ bộ lên bãi cạn Tendraspit ở Biển Đen thuộc tỉnh Kherson của Ukraine, nhưng hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đơn vị này cho biết một số xuồng đã xuất phát để đổ bộ lên bãi cạn. Khi xuồng tới gần đất liền, cuộc đấu súng xảy ra khiến lực lượng Kiev chịu tổn thất trong lúc rút lui. Trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, trong lúc giao chiến với lực lượng Nga, các chiến binh của Trung tâm tác chiến đặc biệt Thủy quân lục chiến số 73 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết. Quá trình bọc hậu cho lực lượng mũi nhọn của nhóm rút lui sau khi nhóm hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, những người lính tham gia vào trận đánh cuối cùng của họ, tuyên bố nói. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắt sống một quân nhân Ukraine, thu giữ 4 chiếc xuồng. Chiếc xuồng thứ 5 đã có thể trốn thoát. Hiện chưa rõ lực lượng Ukraine cố gắng đạt được mục tiêu gì khi thực hiện một cuộc đột kích táo bạo, nhưng Kiev từ trước vẫn tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các bãi cát ngoài khơi bờ biển Kherson để tranh thủ điểm yếu trong phòng tuyến Nga. Một số nguồn tin ban đầu như Kiev Post cho biết tổn thất của đơn vị đặc nhiệm số 73 của Ukraine xảy ra trong lúc đổ bộ bán đảo Crimea, cụ thể là gần đảo Tedersky trên bờ Đông Nam. Theo Kiev Post, một số blogger người Ukraine chỉ trích các sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine vì được cho là đã điều hành từ xa nhóm biệt kích trong suốt nhiệm vụ. Họ ra lệnh, còn những người khác mất mạng. Đối với tôi, thảm họa này xuất phát từ việc có 4 chiến binh ngồi trên một chiếc xuồng, nhưng có tới 15 xếp lớn quân sự đằng sau màn hình máy tính, chỉ đạo họ ngồi ở đâu. Một người viết, Kiev Post chưa thể xác nhận cáo buộc này. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đặc nhiệm Kiev từ Trung tâm Hải quân số 73 đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ vào các cơ sở giám sát hải quân và phòng không của Nga có trụ sở tại Crimea. Các chiến dịch nổi tiếng nhất của đơn vị bí mật này bao gồm việc chiếm lại đảo Zini, chiến lược ở phía Tây Biển Đen, vào tháng 7 năm 2022 và các cuộc tấn công chiếm giữ 4 giàn khoan dầu do Nga kiểm soát ngoài khơi bờ biển phía nam Crimea vào tháng 9 năm 2023. Bộ binh tác chiến đặc biệt từ hạm đội Baltic của Nga là đơn vị đứng sau vụ phục kích. Theo blogger người Nga, Kod Dobrokhod, 2 người của đơn vị này đã bị thương do trúng đòn tấn công bằng UAV. Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng qua, Kiev liên tiếp nhận tin xấu khi mất các thành trì quan trọng như Marinka, Avdiivka. Trong khi Nga không dừng lại, Ukraine phải chuyển sang phòng thủ chiến lược để ngăn đà sụp đổ. Đúng một tuần trước ngày kỷ niệm tròn 2 năm chiến sự bùng nổ, tuyến phòng ngự của Ukraine ở Avdiivka sụp đổ. Pháo đài duy nhất còn lại ở miền đông đã chính thức thất thủ. Kết quả của 4 tháng kiên trì bám trụ đã tan thành mây khói. Sau thời gian chật vật tấn công không mấy hiệu quả, chỉ bằng 2 đòn hiểm hóc, Nga đã xóe toang đội hình đối phương, khiến tân tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Ruvin buộc phải ra mệnh lệnh rút lui khỏi thành phố nhằm bảo toàn mạng sống cho những binh sĩ tinh nhuệ, lúc này là vốn quý như vàng. Việc Avdiivka sụp đổ là tất yếu. Kiev biết, Nhà Trắng biết, các chuyên gia quân sự đã dự báo. Và tất nhiên, những người thúc đẩy nó, lực lượng vũ trang Nga càng hiểu hơn bao giờ hết. Chính cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzny lúc đương nhiệm đã nhận thấy tình hình hết sức nguy ngập và tuyên bố vào hôm 26 tháng 12 năm 2023 rằng về việc tình hình chiến sự gần Avdiivka, trong 2 hoặc 3 tháng họ có thể làm những gì như đã xảy ra với Bakhmut. Dự báo của tướng Zaluzny rất chính xác về việc pháo đài sẽ thất thủ, nhưng hơi sai về thời điểm vì Kiev đã buông Avdiivka chỉ sau 51 ngày, tức là chưa tròn 2 tháng từ hôm ông tuyên bố. Thừa thắng xông lên, Nga đang tấn công khắp nơi dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Avdiivka vẫn đang là tâm điểm nóng bỏng nhất với những bước tiến nhanh chóng. Vậy điều gì khiến cho Moscow có thể đảo ngược được tình thế nhanh đến vậy? Thứ nhất, đó là có điều kiện cần. Khi chiến dịch phản công hè thu 2023 của Kiev không có bước đột phá đáng kể nhưng họ vẫn giữ được sự cân bằng nhất định, thì bỗng nhiên hàng loạt bất lợi từ trên trời rơi xuống khiến Kiev choáng váng. Chiến sự Israel-Hamas bùng nổ khiến nguồn viện trợ khổng lồ từ Mỹ vốn được dành cho Ukraine đổi hướng sang Trung Đông. Tiếp đó, 2 gói tài trợ tổng ngân sách lên tới 115 tỷ USD, gồm 61 tỷ USD của Mỹ và 54 tỷ USD của EU lần lượt bị ngăn lại. Khó càng thêm khó, lính Ukraine ở chiến trường ngóng trông từng quả đạn pháo để ngăn bước tiến của Nga. Nhưng lúc này, kể cả có tiền thì Mỹ và phương Tây cũng bó tay bởi ngành công nghiệp quốc phòng của họ đâu có chuẩn bị cho một tình huống như vậy. Cụ thể là 1 triệu quả đạn mà EU hứa giao xong cho Kiev vào tháng 3 đã không thành, con số khả dĩ nhất chỉ đạt khoảng 1/2 cam kết. Vào hôm 21 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Nga không giành thêm được lợi thế dù có kiểm soát được Avdiivka. Ông nói Ukraine mất Avdiivka là do không được trang bị đầy đủ. và nguyên nhân chủ yếu là do Quốc hội Mỹ chậm trễ hỗ trợ Ukraine. Trong những ngày gần đây, giới chức Mỹ cho hay nhuệ khí của binh sĩ Ukraine đã suy giảm sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái. Vì vấn đề đó, lực lượng Kiev đã gặp phải khó khăn khi tuyển mộ tân binh. Và như vậy, việc Avdiivka thất thủ có thể nghiêm trọng hơn những gì người ta nghĩ lúc đầu. Business Insider dẫn lời các chuyên gia quốc phòng cho biết, sự chậm trễ của phương Tây có thể tạo cơ hội cho Nga tiến hành các hoạt động tấn công ở ít nhất là 3 mặt trận. Bản cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ ra rằng việc phương Tây chỉ hoãn hỗ trợ quân sự cho Kiev có thể giúp Nga tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo một số khu vực tiền tuyến nhằm gây áp lực cho Ukraine tại nhiều khu vực. Tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí của Ukraine cùng với việc Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Kiev có thể tạo cơ hội cho Nga tận dụng tình hình để tiến hành nhiều cuộc tấn công trong vài tuần qua. Theo Business Insider, báo cáo của Tổng thanh tra đặc biệt gửi Quốc hội Mỹ về chiến dịch Atlantic Resolve, chiến dịch của Mỹ nhằm luân phiên triển khai lực lượng tại châu Âu để đối phó với Nga từ năm 2014, đã được công bố vào hôm 15 tháng 2 cho biết, mức độ bắn ra đạn pháo liên tục vượt quá mức độ cung ứng từ các nguồn viện trợ quốc tế và sản xuất trong nước của Ukraine. Nghiêm trọng hơn, báo cáo lưu ý rằng mức độ tiêu thụ đạn cao của Ukraine cũng có tác động tương tự tới việc duy trì các hệ thống pháo binh. Việc sử dụng quá nhiều các loại vũ khí này giữa bối cảnh phụ tùng thay thế có giới hạn đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Báo cáo kết luận rằng việc Kiev sử dụng pháo binh, ngoài mục đích dự định, có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng cho khí tài hoặc gây thương vong cho binh sĩ. Thứ hai, hội tụ thêm điều kiện đủ. Đó là sau khi rút quân khỏi Kherson và Kharkiv cuối năm 2022, Nga đã chuyển sang thế phòng ngự chiến lược, tập trung xây dựng hệ thống công sự hầm hào vô cùng kiên cố, kết hợp với những bãi mìn khổng lồ để ngăn Ukraine phản công, đồng thời tranh thủ thời gian để củng cố lực lượng và đẩy mạnh tích trữ đạn dược sẵn sàng cho chiến dịch tổng tấn công nếu thời cơ đến. Tướng Andrei Karuglov, người đứng đầu Học viện Kỹ thuật Quân sự KBSEP cho biết, các kỹ sư quân sự Nga đã xây dựng một hệ thống phòng thủ sâu rộng ở Ukraine và lắp đặt gần 1,5 triệu răng rồng chống tăng dọc theo chiến tuyến. Gần 1,5 triệu răng rồng đã được lắp đặt dọc theo chiến tuyến. Các kỹ sư đã xây dựng các tuyến phòng thủ bằng chiến hào, bãi mìn và hầm trú ẩn. Họ sử dụng một số thiết kế mới nhất để ngăn chặn đối phương có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga, ông Karuglov nói. Bên cạnh hàng rào răng rồng, một số vị trí hiểm yếu có tới 2 lớp răng rồng gần như liền nhau, chỉ cách khoảng 150 đến 200 mét, thì Nga cũng đẩy mạnh sản xuất vũ khí. Không những đủ cung cấp cho nhu cầu của quân đội ngoài chiến trường mà còn giao hàng theo các hợp đồng xuất khẩu đã ký trước đó. Veza đưa tin vào hôm 15 tháng 2, Tổng thống Nga Putin đã tới thăm nhà máy của tập đoàn Uran và Vagonyzavod, nơi sản xuất xe tăng T-90M, T-72B3M và xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT và biểu dương. Sản lượng xe tăng đã tăng gấp 5 lần, nhiều loại thiết giáp tăng 3,5 lần. Ngành công nghiệp quốc phòng đã cho thấy kết quả rất tốt. Theo Guardian, trong khi Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ phương Tây, thì tốc độ sản xuất vũ khí của Nga vượt xa dự đoán của giới hoạch định chiến lược phương Tây. Bất chấp những đòn trừng phạt chưa từng có, các quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại thực sự. Ông Mark Rysik, Phó Giám đốc Cục Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng Estonia nói, chúng tôi vẫn chưa thấy điểm giới hạn của Nga. 1/3 ngân sách quốc gia của họ đang được đổ vào sản xuất vũ khí và phục vụ chiến sự tại Ukraine. Nhưng chúng tôi không thể biết bao giờ nó mới thực sự tác động đến xã hội. Rất khó để kết luận thời điểm đà tăng này chững lại. Ukraine đang chuyển sang phòng ngự chiến lược. Dường như Kiev đang rơi vào vòng xoay khổng lồ đã được kích hoạt của đối phương. Mọi thứ đang hướng tới sự sụp đổ của toàn bộ chiến tuyến và nguy cơ thất bại dây chuyền dần lộ rõ. Họ hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng dường như lực bất tòng tâm. Quan chức cấp cao Kiev, trong đó có trùm tình báo Budanov thừa nhận rằng năm nay Ukraine không có khả năng tổ chức chiến dịch phản công mới. Nếu trụ vững trước làn sóng tấn công của Nga, thì năm 2025 cơ hội sẽ tới. Đến đây 10 phút của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi tin tức từ chúng tôi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.